Cuộc sống này thật bộn bề lo toan, ước gì được sống một cuộc đời phiêu diêu tự tại, vô lo, vô nghĩ, được làm điều mình thích, được yêu người mình thương, được sống là chính mình trong một thế giới hoàn toàn khác. Tại sao không? Ngày 29 tháng 10 này, vào ngay máy chủ mới Đạp Nguyệt Lưu Hương để sống một cuộc đời như thế. Ê, nè! Không không, ý tôi không phải là cuộc đời như thế này, mà là thế này. Hơn 300 tùy chỉnh diện mạo, tự do hóa thân thành các mỹ nam mỹ nữ bước ra từ điện ảnh, tự tay nuôi nấng, lai giống và tham gia chiến thú cưng cực vui, xây nhà riêng theo phong cách của bạn, trải nghiệm cuộc sống thanh bình, trồng rau, nuôi cá và chăn dê. Có muốn thử không? Có, mà cần nhiều năng lượng không vậy? Đừng lo, còn thời câu cá phá rừng, hết thời cải trang ăn xin qua ngày, muốn nghèo đâu có dễ. Còn nếu thấy cô đơn, cũng chớ lo. Mới tiệc tại gia, cùng bạn bè quẩy tung nóc, không lo chị cô bi dòm ngó. Thả thính tung chiêu thu phục ngay cờ rút, một nách sách hai anh không còn là ước mơ. Còn vả quá thì bắt, không, mời ngay NPC về nhà ở chung. Nam nữ già trẻ lớn bé gì cũng có quẹo lửa. Còn rất nhiều tính năng thú vị bạn chưa từng thấy ở bất kỳ trò chơi nhập vai nào khác. Trải nghiệm giang hồ hoàn toàn mới, không chạy đua mở server ồ ạt, không lực chiến, không cày cấp, không trend và không VIP. Vui quá, tôi muốn chơi. Vậy còn chân chơi gì nữa? Tải ngay Nhất Mộng Giang Hồ trên App Store, Google Play và PC. Dám tạo, dám mất mong tao.